Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án gay gắt việc Việt Nam hành quyết tử tù được cho là bị kết án oan Lê Văn Mạnh, một quyết định mà luật sư cho rằng có thể là phép thử dư luận của chính quyền và có thể gây rối loạn xã hội. Ông Mạnh bị tử hình bằng thuốc độc, một hình thức hành quyết đang bị thế giới lên án và kêu gọi bãi bỏ hôm 22 tháng 9. Gia đình ông Mạnh chỉ được thông báo việc ông đã bị hành quyết một ngày sau đó. Gia đình không được thăm gặp ông trong nhiều tháng trước khi ông bị tử hình vì tội hiếp dâm và giết người, một bản án mà họ cho là oan sai và đi kêu oan cho ông trong hơn 18 năm. Ân xá quốc tế cùng bốn tổ chức nhân quyền khác hôm 27 tháng 9 nói rằng họ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể được đối với việc hành quyết tùy tiện ông Lê Văn Mạnh. Trong tuyên bố chung, các tổ chức, bao gồm cả Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền People in Net có trụ sở ở Cộng hòa xét, nói rằng ông Mạnh bị xử tử bất chấp những cáo buộc đáng tin cậy rằng ông đã bị công an đánh đập dã man và bị tra tấn nhằm lấy được lời nhận tội để tòa án dựa vào đó để kết tội ông. Trong tất cả 7 phiên tòa xét xử, ông Mạnh phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng ông bị cảnh sát điều tra và cả những người bạn tù đánh đập để buộc phải nhận tội. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người từng bào chữa cho nhiều dân oan, cho rằng chính quyền Việt Nam hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh là để xem dư luận phản ứng thế nào. Cái sự phản ứng của dư luận nó yếu ớt hoặc là họ cho rằng là cái việc đó chẳng đáng quan tâm thì nó có thể nói sẽ thành một cái tiền lệ xấu để họ áp dụng như những trường hợp còn lại, trường hợp của em Nguyễn Văn Trưởng hoặc là trường hợp của em Hồ Di Hải. An oan theo giới chuyên môn là một thực trạng phổ biến tại Việt Nam. Người đứng đầu ngành tư pháp Việt Nam tranh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình trong tháng này nói rằng 1,5% của 600.000 vụ án, tức là khoảng 9.000 vụ án, được phép sai sót do lỗi chủ quan. Theo luật sư Mạnh, hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, điều này có thể khiến người dân mất hoàn toàn lòng tin vào hệ thống ban phát công lý mà chính quyền thiết lập và tự thực hiện việc ban phát công lý cho chính mình, dẫn tới những mầm mống cho rối loạn xã hội sau này.